tác phẩm này là cỡ 15 người làm trong vòng 5 đến 6 ngày. Thì đây là đa phần là trái cây mình đem từ Việt Nam ra. Thì mình sử dụng lần này thì mình sử dụng chọn những cái trái cây có thể để lâu nhất có thể. Thì mình sử dụng cũng là đồ tươi không mà thời gian sử dụng thì một tháng thì chắc không phải tới một tháng nhưng mà có thể là hơn một tuần. À, thì mình được cái tin là thủ đô tổ chức trưng bày sinh vật cảnh Mùa Xuân Kỷ Hợi 2019 thì mình đã tức tốc đăng ký ngay. Thì những lần tổ chức như thế này là những lần để cho các anh em nghệ nhân học hỏi, giao lưu với nhau để phát triển cho cái phong trào sinh vật cảnh Việt Nam ngày càng phát triển. Mình nghĩ có những bàn tay là rất là khéo léo mới tạo lại được cái này. Thì cũng đây là một cái bộ môn mà nên đưa vào trong cái sinh vật cảnh để phát triển hơn nữa.